giới huyền học tiết lộ thông tin chính xác 100% về con giáp tuổi canh tí, sinh năm 1960, khổ trước sướng sau, trong tháng 8 âm lịch năm 2023, hợp thời hợp mệnh, đón lộc lớn, giàu nứt vách. Hoan hỷ đón chào quý cô bác đang theo dõi chương trình Tử Vi trên kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, nhiều người tuổi canh tí tự hỏi rằng, tại sao mình chăm chỉ cố gắng như vậy mà nghèo vẫn nghèo, cơm lo từ bữa thiếu thốn đủ đường. Có người thì lăn lủi khổ cực chăm bề vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, nhưng cũng có người nhàn hạ ăn sung mặc sướng, bạn bè nể nang dân gian ca tụng. Tuy nhiên người xưa có câu trời cho ta giàu sang sung sướng là chiều chuộng để cho ta dễ làm lành, trời bắt ta nghèo khổ lo buồn là mài rũa để cho ta hiên ngang bền chí. Quả thật là như vậy, trong cuộc sống muôn màu, lúc thì ông trời cho ta những may mắn để ta làm điều mình muốn, lúc lại gửi đến khó khăn để thử thách lòng người, Mỗi người sẽ mang một số mệnh khác nhau, tất cả đều có lý do riêng của số phận. Sau khi xem tử vi 12 con giáp, các nhà chiêm tinh tử vi học nhận thấy, trong tháng 8 âm lịch năm 2023 này, tuổi Canh Tý là con giáp may mắn trời sinh mệnh lý, đắc tài phú quý, số này định rằng khi còn trẻ phải chịu rất nhiều khó khăn khổ cực, túng thiếu, thậm chí là những bất công chèn ép của xã hội, nhưng từ trung vận trở đi cuộc sống của họ sẽ xuân sẻ hanh thông hơn rất nhiều. Đường quan lộc hanh thông tiền bạc ùn ùn kéo đến, thêm một tuổi lại sung sức dư giả một phần, càng già càng giàu có, đến hậu vận hai con giáp này sẽ có được cuộc sống đầy đủ, viên mãn sung túc, mười phân vẹn mười. Vậy vận trình của con giáp khổ trước sướng sau, may mắn hết phần thiên hạ này diễn biến ra sao, xin mời quý cô bác hãy cùng tìm hiểu với kênh Minh Đường Tử Vi nhé. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 8 âm của cô bác canh tí, sinh năm 1960, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý cô bác điểm nhanh tính cách của người tuổi canh tí, có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Người ta thường nói tuổi tí thành thật và khiêm tốn, họ nổi bật với lòng trung thành tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn luôn thuận buồm xuôi gió. Vận mệnh những người tuổi canh tí 1960 mang cung mệnh đại gia lại cho thấy, phần lớn người tuổi canh tí 1960 mang mệnh phú quý đều mang tính tình cứng cỏi quyết đoán, lòng đầy tự hào, kinh tế hào vận, đôi khi tự cao tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc, họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng này, lỗ mãn lại đa nghi, nên dễ thuận theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi đến trung vận mới có thể nhận ra, có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần đàn ông tuổi canh tí 1960 thường nghĩ lớn nhìn xa trông rộng là người thần tướng mạo uy nghiêm ở chốn quan trường quyết đoán thét ra lửa ở chốn thương trường nhưng về nhà lại có thiên hướng nhường nhịn chiều chuộng các thành viên trong gia đình bề ngoài lạnh như tiền nhưng thực ra canh tí 1960 sống rất cảm xúc và tình cảm người tuổi canh tí 1960 trong công việc hay cuộc sống họ có tính cách khá bốc đồng và nóng nảy hành xử lỗ mãn đương sự phải sẽ vất vả mới có thể kiềm chế khi nhìn thấy những sai sót điểm xấu của người khác. Tuy nhiên, sau đó bản mệnh thường bỏ qua những điều chướng mắt mà một điều nhịn đem về chín điều lành. Chính vì vậy nên doanh nhân tuổi canh tí 1960 thường quan hệ rộng là những nhà đàm phán giỏi, dễ dàng hợp tác mở rộng làm ăn. Người tuổi này quyết đoán, tuy nhiên lại không bao giờ thừa nhận lỗi sai, sai sót của mình đã làm ra khá cứng đầu và bướng bỉnh. Bản mệnh không chịu thua bất kỳ ai, Họ luôn tranh biện và hơn thua ở mọi trường hợp. Người tuổi canh tí 1960, tính tuy thường tỏ ra khá lạnh lùng nhưng lại dễ xúc động, họ có tính binh vực chính nghĩa sức mạnh, rất ghét quanh co và những kẻ hèn nhát. Một khi gặp ai làm lỗi họ sẽ bắt bẻ bằng được dù người đó là ai, điều này đôi khi làm mất đi các mối quan hệ do đối phương vì Phật lòng nảy sinh oán hận. Canh tí 1960 không cách nào chịu đựng quyền uy hay sự bất công áp bức, chính vì thế khi phải làm công ăn lương Canh tí 1960 thường nhìn ra những sự yêu kém của cấp trên mà không phục, từ đó nảy sinh thái độ không chấp nhận, không phục tùng và làm việc qua loa. Tuy nhiên, nếu làm chủ, canh tí 1960 sẽ là một người thủ lĩnh tài năng và bản lĩnh. Người tuổi canh tí 1960 thường hấp dẫn bạn bè hay bạn đời của mình bằng tính bộc trực bản năng, vì vậy mà thường bị ghét trước yêu sau, giúp tạo dựng những mối quan hệ thân thiết kéo dài xuyên suốt cuộc đời người tuổi canh tí 1960, mang mệnh phú quý bẩm sinh, họ rất thích quyền uy luôn muốn ngắm trong tay mọi quyền lực và sự thống trị, bởi luôn cho mình là đúng đắn. Bản mệnh thần bí ở chốn rất giỏi kết giao thân tình, biết chăm lo săn sóc, có khiếu ăn nói, biết lo lắng chu toàn cho các mối quan hệ xung quanh. Trên đường đời, vận thế thời trẻ của người tuổi canh tí 1960 không tồi, song do chưa đủ trưởng thành nên thường tự cho mình thực sự là nhất, tự cao tự đại, kiêu ngạo cuối đời trong công việc họ thành công dễ nhưng thất bại cũng nhanh bởi không lượng sức mình mà nóng vội thực hiện nên kết quả không được như mong muốn canh tí 1960 cũng phải chịu cảnh đàn áp chèn ép trong công việc đôi khi còn dính họa thị phi khiến cuộc đời rơi vào trầm luân bể khổ tuy nhiên số mệnh đã sắp đặt thì họ cũng không thể tránh khỏi sự giàu sang quyền thế nhờ có phúc lớn mạnh lớn mà đến một thời điểm khó khăn nhất cuộc đời khi mà mọi bế tắc đường cùng những tưởng sẽ chấm hết không còn cơ hội ngóc đầu lên canh tí 1960 sẽ bùng nổ tài lộc, gặp thời đổi vận, phất lên ngôi cao trước cả một cách khó hiểu, khiến chính họ cũng chẳng thể ngờ, địa vị vững chắc tiền vào như nước chảy, nếu nói là đại gia cũng không hề quá. Nhưng lá số tử vi phải nói với bản mệnh một điều rằng, đường dài mới biết ngựa hay và con người ăn nhau sau những khoảnh khắc thời gian tích cực, điều này đã được chứng minh qua rất nhiều thập kỷ. Người thuộc tuổi canh tí thường mưu trí, thành thạo nhiều thứ, trí thú làm ăn, tuổi trẻ tuy có cuộc cải chưa có nhiều, nhưng về sau sẽ được giàu sang, cha mẹ, anh chị em cũng được nhờ phần nào từ họ, bản mệnh là người luôn biết chăm sóc đến người khác, đôi khi gặp phải nhiều thay đổi về nhà cửa. Về gia đạo vợ chồng đều có cốt cách văn minh, con cháu trong mái ấm gia đình được đời huề, niềm hạnh phúc no ấm, người mang tuổi canh tí khi gặp điều xấu đều được hóa may. Trong việc làm người tuổi canh tí luôn ham công tiếc việc, chính vì vậy mệnh chủ cũng muốn những người dưới quyền mình phải thật sự trang nghiêm, với tính cách tỉ mỉ và cẩn trọng. Người mạng tuổi canh tí luôn thống kê giám sát kỹ lưỡng mọi thứ trước khi ra quyết định hành động gì, để chọn được cách xử lý tốt nhất, khi gặp phải những trường hợp nguy hại, bản mệnh luôn tìm ra được những lối thoát tối ưu nhất. Tiếp theo, xin mời quý cô bác đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện chính của người tuổi canh tí, sinh năm 1960 tháng 8 âm lịch 2023. Về phương diện công danh sự nghiệp, tuổi canh tí nam nữ mạng sinh năm 1960 tháng 8 âm. Bước sang tháng 8 âm lịch, công việc của người tuổi canh tí trở nên hanh thông và thuận lợi vô cùng, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội cho bản mệnh, thời điểm này các nhiệm vụ kế hoạch còn dang dở đều được bản mệnh giải quyết ổn thỏa và gọn gàng. Công việc mới cũng không thể làm khó được bạn, bởi với những kinh nghiệm sẵn có, bạn hoàn toàn tự tin phát huy năng lực của bản thân, dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng của họ quyết tâm làm tới cùng, thành công sẽ đến. Đặc biệt có tam hội hỗ trợ, các mối quan hệ xã giao của bạn hiện tại vẫn đang duy trì ở mức hài hòa, nhờ vậy bạn sẽ có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn, cũng bởi bạn biết cách đối nhân xử thế, nên bên cạnh luôn có những người bạn, người đối tác cộng sự nhiệt tình và hết lòng. Nhiều thuận lợi là thế, song không có nghĩa tháng này bạn không có nguy cơ đối mặt với rủi ro, nhất là khi Nguyệt Lệnh Lâm Tuyệt vận tiểu nhân vẫn luôn rình rập nhắc nhở con giáp này chớ vội đắc ý hay ngủ quên trên chiến thắng mà chủ quan lơ là chỉ cần bạn luôn giữ thái độ khiêm tốn đúng mực làm việc chăm chỉ thì dù có tiểu nhân quấy phá cũng không ảnh hưởng quá nhiều hãy cứ tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn sẽ mang lại kết quả tích cực về phương diện tài lộc tuổi canh tí nam nữ mạng sinh năm 1960 tháng 8 âm lịch 2023 xem tử vi tháng 8 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, tuổi canh tý bước sang tháng 8 âm, sẽ có tin vui về đường tài lộc. Con giáp này được thiên tài trợ mệnh, nhờ vậy mà các vấn đề về kinh tế đều giải quyết, bản mệnh cũng thở vào nhẹ nhõm khi thoát được gánh nặng. Cũng nhờ công việc chính của con giáp này tiến triển tốt, nên cũng có thể được thêm tiền thưởng từ những đóng góp đó, khả năng tăng lương ở thời điểm này không nhiều, có thể sẽ cần phải chờ thời cơ thích hợp, dù vậy phần lớn thu nhập của bạn trong tháng này đều đến từ nghề tay trái, hoặc đó là thu nhập ngoài luồng. Kinh doanh buôn bán đắt hàng, bạn có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn, lúc này càng nên duy trì chi tiêu cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá độ, ra ngoài không nên mang theo nhiều đồ quý giá, kẻo bị mất trộm. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ do nguyệt lệnh lâm đất tuyệt, vì vậy chớ nên chủ quan, làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng, tham lam khiến bạn mất cả tiền lẫn tài. Bên cạnh đó, con giáp này nên thắt chặt chi tiêu, cân đối nguồn ra vào, hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kỹ khi cho vay mượn tiền bạc để tránh một đi không quay trở lại. Tháng này bát bạch tài tinh bay vào hướng chính tây, đây được coi là phương vị vượng tài khí, tài vượng vị này bạn có thể trưng biểu tượng cóc ngậm tiền để thu hút tài khí, thúc đẩy kinh doanh buôn bán thêm thuận lợi dễ phát tài, phát lộc. Về phương diện tình duyên gia đạo, tuổi canh tí, nam nữ mạng sinh năm 1960 tháng 8 âm lịch 2023. Người chồng vợ thấu hiểu yêu thương, bạn đã bớt đi tâm so sánh một nửa của mình với người khác, tiền bạc không còn là thước đo như trước đây, người tuổi canh tí nhận ra rằng khi họ quan tâm tới bạn từng chi tiết nhỏ để chăm sóc cho bạn, đó mới thực sự là điều đáng quý. Thủy giữ kim vợ chồng tuổi canh tí tháng này đang có nhiều cơ hội bên nhau, hãy lấy thời gian này để hâm nóng lại tình yêu đôi lứa, cát tinh mang theo cát khí, có thể sẽ có nhiều tin vui. Chuyện mang thai sinh nở cũng dễ dàng hơn, có thể đặt tượng Quan Âm Tống Tửu trong phòng ngủ để phong thủy vượng hơn giúp chuyện con cái được suôn sẻ. Về phương diện sức khỏe, tuổi canh tí nam nữ mạng, sinh năm 1960, tháng 8 âm. Tình hình sức khỏe của người tuổi canh tí không có gì đáng lo ngại trong tháng 8 âm lịch này và hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng, bản mệnh được các tinh che chở, cơ thể nhanh chóng phục hồi, người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào. Có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân bạn bè hoặc đi du lịch khám phá những vùng đất mới thú vị, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Tuy vậy thủy khí vượng cũng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của những chú chuột cũng sẽ sụt giảm ở phương diện khác, mà cụ thể ở đây là dễ gặp vấn đề về thận, cần lưu ý thăm khám khi thấy có dấu hiệu bất thường. Xem đến đây chắc hẳn quý cô bác đã nắm được cơ bản về vận trình của mình tháng 8 âm rồi, vậy tháng này cần làm gì để nắm bắt vận may đổi đời như ý, tất cả sẽ được minh đường tử vi vén màn qua các phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Tiếp theo là những lời cảnh báo của các nhà tiên tri tử vi về vận mệnh của tuổi canh tí, nguy cơ hao tài. Sự độc đoán nóng vội sẽ khiến bạn hao tài tốn của, vì thế con giáp này cần học cách lắng nghe ý kiến của những người xung quanh, đặc biệt là những người có kinh nghiệm bản mệnh cũng cần hết sức cẩn thận việc kết giao trong tháng này, nhất là với những ai chập chững bước vào lĩnh vực nào đó. Nếu kết thân nhầm với kẻ không đáng tin cậy, bạn sẽ rất dễ tin theo những lời lừa lọc, đầu tư không đúng chỗ, tiền tiêu tốn kém, các nhiệm vụ đều tiến hành dở dang, khiến bạn không thể nhận được các khoản tiền thưởng lời lãi như mong muốn, thậm chí bạn còn thụt lùi nếu so với đối thủ và đồng nghiệp xung quanh mình. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải cẩn thận trong các mối quan hệ, chớ hành xử nóng nảy theo cảm xúc nhất thời kèo đẩy bản thân vướng vào họa kiện tụng, thị phi phải mất tiền mới có thể giải quyết êm xuôi. Ngoài ra bạn cũng sẽ phải tốn một số khoản kha khá cho việc sắm sửa, chăm chút mình cũng như chăm sóc sức khỏe, vì thế hãy có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để không để mình vào cảnh cháy túi. Theo tử vi tháng 8 năm 2023, trong mỗi tuần sẽ có dự báo hung cát khác nhau và cũng có những thời điểm khá thuận lợi. Trên con đường thăng quan tiến chức của người tuổi canh tí, nếu được thần may mắn và quý nhân ghé thăm ngay từ đầu tuần bản mệnh nên nhanh chóng tìm cơ hội để bứt phá vươn lên. Xem tử vi tuần 1. Tuổi canh tí trong tuần này có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cần đặc biệt lưu ý để giữ được tiền trong tay. Thực thần cho lộc, mang đến nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, tuy nhiên đại hao hung tinh đang rình rập, vì vậy con giáp này cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ. Hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí vì sự dễ dàng kiếm tiền của mình nếu bạn là người tuổi canh tí thì tuần này bạn có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết nhưng đừng quên rằng để giữ được tiền trong tay là điều không hề dễ dàng trong tuần này thực thần sẽ mang đến cho bản mệnh những cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh tuy nhiên đại hao hung tinh cũng đang rình rập vì vậy bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí trong công việc tuần này không được suôn sẻ do có sự quấy phá từ tiểu nhân từ đầu tuần con giáp này đã bị thiên quan án ngữ, tinh thần làm việc xa sút có vẻ như thời gian nghỉ dịch đã ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của bạn. Thị phi trong công việc có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn bã, nhưng đừng quá lo lắng. Hãy tập trung vào những mục tiêu lớn hơn và đặt ra kế hoạch để thực hiện chúng. Hãy nhớ rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu bạn cố gắng hết sức mình. Về mặt tình cảm, tuần này có thể bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc khi gia đình của bạn luôn xảy ra mâu thuẫn và cãi vã áp lực cuộc sống đã lớn và còn thêm những sức ép từ người thân, bạn có thể muốn trốn khỏi nhà và không muốn quay trở về nhà. Hãy cố gắng giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan và thoải mái nhất có thể, gặp gỡ bạn bè, tận hưởng những hoạt động thú vị và giải trí để giảm bớt căng thẳng. Hãy nhớ giữ tâm trạng tốt và không để bất kỳ khó khăn nào ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Quý nhân, thân, hợi. Tiểu nhân, dậu, họ. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ xem tử vi tuần 2. Người tuổi canh tí trong thời gian này, hung cắt đan sen, có chuyện vui chuyện buồn lẫn lộn. Người tuổi này dễ chịu ảnh hưởng nhiều bởi cảm xúc, song bạn lại thiếu quyết đoán, nên chưa thể có được cho mình hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, đường công danh, sự nghiệp lại có nhiều bước tiến vượt bậc, nhất là khi mà Thái Dương Cát Tinh nhập mệnh, người tuổi này tìm được hướng đi đúng đắn, phù hợp với năng lực của bản thân mình. Thiên ấn xuất hiện, nếu bạn phát huy được tính sáng tạo, chủ động của mình, thì sẽ còn tiến nhanh, tiến xa hơn nữa, vì thế tuần này là thời điểm để bạn tận dụng và nắm bắt cơ hội quan trọng. Đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần, đừng để mình lỡ mất cơ hội quan trọng này. Tuy nhiên, về chuyện tiền bạc thì tuổi canh tí thực sự chẳng mấy may mắn, hết lần này tới lần khác, bạn bị tiểu nhân lừa gạt, kiếp tài làm cho thô lỗ, làm ăn kinh doanh lãi lời chẳng thấy, mà còn thua lỗ nữa, vì vậy bạn cần cẩn trọng và thận trọng hơn trong các quyết định liên quan đến tài chính tránh những rủi ro và đầu tư vào những là lĩnh vực có tiềm năng tốt hơn. Nhìn chung tuổi canh tí đang trải qua một thời gian đầy thử thách nhưng cũng đầy cơ hội và tiềm năng. Hãy sử dụng những kinh nghiệm tích lũy được để phát triển bản thân và vượt qua những khó khăn để cuối cùng đạt được thành công và hạnh phúc trọn vẹn. Quý nhân, sửu, thân, tiểu nhân, mão, mùi, màu sắc may mắn, trắng, xám. Xem tử vi tuần 3, Thương quan xuất hiện vào đầu tuần cho thấy, người tuổi canh tí sẽ có những bước khởi đầu khá khó khăn, thời điểm này bạn nên bình tĩnh lắng nghe ý kiến của mọi người, hơn là khăng khăng với quan điểm cá nhân. Bạn không nên quá tự tin vào quan điểm của mình, cho rằng mình đã nắm rõ tất cả mọi vấn đề trong công việc, hãy đề cao sự cởi mở, học hỏi và thấu hiểu để có thể đưa ra những quyết định chính xác hơn trong công việc của mình. Sao dịch mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian nhất thời hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Đây là lúc để bạn đẩy mạnh sự nỗ lực và cố gắng hết sức để vượt qua những khó khăn đang đối diện. Tuy nhiên, đừng quá căng thẳng mà quên đi sự cân bằng trong cuộc sống. Hãy dành thời gian cho bản thân và các hoạt động giải trí để tinh thần luôn sảng khoái và tươi mới. Thời điểm cuối tuần, do chính ấn và thiên ấn độ mệnh nên bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn hơn. Có thể bạn sẽ gỡ bỏ được một vài hiểu lầm từ người khác đối với mình. Những cơ hội mới sẽ tới với bạn, vì vậy hãy sẵn sàng để bắt tay vào thử thách mới và đón nhận những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống, nhưng đừng quên giữ vững sự cẩn trọng và suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Cuối cùng về chuyện tình cảm, tuần này không phải là một tuần thuận lợi cho người tuổi canh tí, bạn và người ấy có thể liên tiếp gặp phải những chuyện gây hiểu lầm. Cả hai người đều cần phải kiềm chế, không nên để cảm xúc nhất thời lấn át lý trí, gây ra những chuyện khó phản hồi. Hãy dành thời gian để thấu hiểu nhau lắng nghe và chia sẻ để tình cảm giữa hai người được bền vững hơn. Quý nhân, thân, thìn. Tiểu nhân, mão, tỵ. Màu sắc may mắn, hồng, xám. Xem tử vi tuần 4. Sự nghiệp của người tuổi canh tí cơ bản là tiếng trần thuận lợi, dù khó tránh phải một vài rắc rối nho nhỏ. Những rắc rối này dường như cũng là lời cảnh tình cho bạn chớ nên quá tin tưởng vào bất cứ việc gì trước khi hoàn thành nhiệm vụ bạn cần phải kiểm tra cẩn thận trước khi báo cáo với cấp trên. Cơ hội kiếm tiền đối với người tuổi này chủ yếu vào thời điểm từ giữa tuần đến cuối tuần. Tuy nhiên, bạn cần làm ăn một cách chân chính, chứ không nên sử dụng thủ đoạn kiếm tiền không trong sáng, lợi dụng thời cơ để hãm hại người khác, kiếm lời lãi về cho mình. Sao thiên cầu chiếu mệnh chỉ ra rằng, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả, bản mệnh cần cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Trên phương diện tình cảm, người tuổi canh tí phải đối diện với nhiều nguy cơ, thậm chí lứa đôi có thể rơi vào tình trạng chiến tranh bùng nổ. Do không chiều ai nhường ai, đừng để bản tính bướng bỉnh khiến cho chuyện tình yêu của mình có một cái kết giang dở. Quý nhân, thân, tuất, tiểu nhân, họ, dậu, màu sắc may mắn, vàng, trắng. Vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận hạn tháng 8 âm của cô bác tuổi canh tí, sinh năm 1960 và bây giờ sẽ là mục được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng, canh tí 1960. 1. Sao chiếu mạng. Tháng 8 âm lịch năm 2023, nam mạng tuổi canh tí gặp sao La Hầu chiếu mệnh trong hệ thống cửu rượu sao la hầu hay còn gọi là khẩu thiệt tinh thuộc sao xấu chủ về một việc thường liên quan đến những chuyện thị phi vì thế năm sao la hầu soi chiếu bản mệnh để biết cách khéo léo trong đối nhân xử thế tích cực giúp người sẽ còn lập được danh tiếng rất tốt vạn sự hanh thông hai hạn tuổi trong tử vi chọn đời lục thập hoa giáp tuổi âm lịch của nam tuổi canh tý là 64, gặp hạn tam kheo cần cẩn thận hơn về các bệnh về tay chân tay mắt khí huyết 3. tứ trụ thiên hỏa địa sung. Xét tử vi canh tí 1960 nam mạng, bản mệnh có sự phát triển công việc và tài chính bình thường, tuy nhiên địa chi tương sung, nên quý ông cần chú ý lời nói và hành động, không nên có sự thay đổi về công việc, nơi ăn trốn ở trong tháng. 4. Vận niên Vận niên nam mạng canh tí là cầu cuồng phong, cẩu cuồng phong tránh bị gió giữ hay trúng gió, nên là năm xấu. Xét về lá số tử vi tuổi tí bản mệnh gặp vận niên xấu, thì trong năm đó sức khỏe kém hao tài, nhưng biết chú ý tập luyện ăn uống đủ chất, chi tiêu tiết kiệm thì sẽ được hưởng cuộc sống khỏe mạnh sung túc. 5. Hóa giải sao hạn Tổng quan tử vi tuổi canh tí sinh năm 1960, nhìn chung là khá tốt đẹp, tuy nhiên gặp sao la hầu hung tinh, hạn tam kheo. Để hóa giải sao hạn bản mệnh nên cẩn thận phát ngôn khi giao tiếp trong gia đình và xã hội, bồi bổ sức khỏe bằng chế độ ăn uống và vitamin hợp lý. Mua sắm lễ vật không cần quá cầu kỳ tốn kém, nhưng cần thể hiện được lòng thành tâm kính lễ, thực hiện nghi lễ trang nghiêm trước thần linh gia tiên tiền tổ trong tâm linh phong thủy dù gặp sao tốt hay sao xấu thì quan trọng nhất vẫn là tâm của quý bản mệnh được giá tốt tránh mê tín để bị lợi dụng hàng ngày bản mệnh nói thiện và làm thiện nỗ lực mỗi ngày đều tích công đức thì mọi việc đều gặp giữ hóa hành cầu được ước thấy 6. vật phẩm phong thủy để giảm trừ tác động tiêu cực do hạn tuổi sao chiếu mệnh gây ra quý bạn có thể sử dụng vật phẩm phong thủy như mặt phật bản mệnh tuổi canh tí 1960, được Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn hộ mệnh, đeo mặt bạc Phật bản mệnh bên người, có thể có công việc suôn sẻ, tiền bạc dư giả, cuộc sống bình an hạnh phúc. Tuổi canh tí 1960 mệnh thổ nên chọn mặt Phật làm từ đá mắt hổ vàng nâu, hành thổ là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá mã não đỏ hành hỏa, vì hỏa sinh thổ cũng rất tốt cho bản mệnh. Tiếp theo là nữ mạng canh tí, sinh năm 1960, một sao chiếu mạng nữ giới tuổi canh tý có sao kế đô chiếu mệnh sao kế đô còn gọi là kế đô tinh quân có thể đem đến những chuyện không vui chán nản buồn khổ vì vậy người mang tinh thần tích cực sức sống dồi dào thì sẽ vượt qua được tai ương gặp giữ hóa lành bản mệnh cứ tự tin vào chính bản thân mình thì sẽ tiến tới một năm 2023 tốt đẹp hai hạn tuổi hạn của nữ giới tuổi canh tý theo cuốn tử vi chọn đời là hạn thiên tinh đây là một hạn xấu nhắc gia chủ cần chú ý đề phòng ngủ khi ăn uống, tránh ăn đồ ăn nhanh hay quá nhiều dầu mỡ, đồng thời tu sửa cổng tường để đề phòng kẻ trộm, đảm bảo cửa nhà an toàn chắc chắn. 3. Tứ trụ, Thiên hòa địa sung Theo tử vi canh tí nữ mạng 1960, tình cảm gia đình mệnh chủ có nhiều biến động, nên tránh tranh cãi để giữ hòa khí, khi gia đình mệnh chủ cần suy tính trước sau trong mọi việc làm, chờ đợi ngày tháng tốt để khởi sự ắt sẽ thành công. 4. Vận niên vận niên nữ mạng canh tí là khuyển cuồng phong, cầu cuồng phong tránh gió giữ hay trúng gió, có thể một tháng không may mắn đối với bản mệnh, sức khỏe cũng không được tốt, nhưng nếu lưu ý sức khỏe kiên nhẫn trong công việc, khéo léo trong đối nhân xử thế, phát huy kinh nghiệm và trí thức sẵn có, thì vẫn chuyển bại thành thắng công việc trọn vẹn, có lộc con cái và đón nhận nhiều tin vui. Năm Sao giải sao hạn Tổng quan tử vi tuổi canh tí, sinh năm 1960, có phần tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh, Tuy nhiên năm nay là năm hạn sao kế đô thiên tinh, cách hóa giải tốt nhất là nữ giới canh tí, nên tu dưỡng bản thân phẩm hạnh và phúc phận, dưỡng tâm sạch và cao quý, tâm niệm giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Công đức được tích lũy ngày càng dày lên sẽ bảo vệ bản mệnh qua các kiếp nạn một cách rất nhẹ nhàng, gặp giữ hóa lành, giúp bản mệnh luôn có cảm giác thấy hài lòng với cuộc sống. 6. Vật phẩm phong thủy Để giảm trừ tác động tiêu cực do hạn tuổi, Sao chiếu mệnh gây ra quý bạn có thể sử dụng vật phẩm phong thủy như mặt Phật bản mệnh, tuổi canh tí 1960 được Phật thiên thủ thiên nhãn hộ mệnh, đeo mặt Phật bản mệnh bên người, để công việc suôn sẻ, tiền tài dư giả, cuộc sống bình an hạnh phúc. Tuổi canh tí 1960 mệnh thổ, nên chọn mặt Phật làm từ đá mắt hổ, vàng nâu, hành thổ là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá mã não đỏ hành hỏa, vì hỏa sinh thổ cũng rất tốt cho bản mệnh. Và ngay bây giờ, xin mời quý cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi luận giải chi tiết theo từng tháng sinh may mắn ngay sau đây. Con giáp tuổi canh tí, sinh tháng 2 âm lịch. Người tuổi canh tí sinh vào tháng 2 âm lịch là những người tự tin từ nhỏ, họ không phàn nàn quá nhiều về cuộc sống của mình, người sinh tháng âm lịch này sẽ luôn hành xử cẩn thận và nghiêm túc, không khiến người khác phải hiểu lầm về mình. Con giáp tuổi canh tí sinh tháng này không có việc gì cần lo lắng, vì hầu như họ có mọi thứ sau khi trưởng thành những người này có thể trở thành những người đứng đầu trong lĩnh vực nào đó họ không cần phải nỗ lực vượt khó mà luôn thuận lợi leo lên đỉnh ở nơi làm việc sức quyến rũ của họ cũng rất mạnh mẽ nhờ đó con giáp tuổi canh tý sinh tháng 2 âm lịch không cần chủ động tấn công khi theo đuổi người khác giới họ thường được người khác theo đuổi khi đã nắm phúc trong tay biết cách để chăm lo cho mình và người yêu một cuộc sống thịnh vượng con giáp tuổi canh tý sinh tháng 8 âm lịch bói ngày tháng sinh âm lịch Người tuổi canh tí sinh vào tháng 8 âm lịch là người ít nói, trầm tính nhưng thông minh từ nhỏ, tuy họ không nói nhiều nhưng khi cần thì tài diễn đạt cũng không tồi. Con giáp tuổi canh tí sinh tháng âm lịch này có thể sắp xếp công việc một cách trật tự, thỏa đáng để không xảy ra biến cố gì, ở nơi làm việc họ không thích quá nổi bật, quá đề cao năng lực của mình với mọi người xung quanh. Tuy nhiên người sinh tháng âm lịch này có thể chứng minh khả năng của những hành động thiết thực, quản lý mọi thứ một cách ngăn nắp. Điều này cũng được áp dụng khi họ theo đuổi người nào đó để bày tỏ tình cảm chân thành của mình. Con giáp tuổi canh tí, sinh tháng 8 âm lịch, rất ít khi thua người khác, họ thành công đạt được mục tiêu cuộc đời của mình, có tài năng nổi bật và tương lai thịnh vượng, họ là người có khả năng kiếm tiền và biết vun vén cho hạnh phúc. Con giáp tuổi canh tí, sinh tháng 11 âm lịch. Bói ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi canh tí sinh vào tháng 11 âm lịch luôn được bao bọc bởi vận may. Họ cũng khá thông minh luôn chiêm nghiệm để nắm vững các quy tắc trong cuộc sống, để tìm cho mình cách phát triển và vị trí ổn định. Kinh nghiệm sống luôn dành cho con giáp tuổi canh tí sinh tháng âm lịch này, những bài học quý báu giúp họ có thêm kinh nghiệm và tìm được cách ứng phó với các khó khăn thử thách. Người tuổi canh tí sinh tháng 11 âm lịch, tuy là người thấp bé nhưng rất thông minh, họ luôn tránh được những cuộc tranh chấp không đáng có và đạt được những vận may để kinh doanh hiệu quả, kiếm tiền ngày càng tốt hơn. Con giáp tuổi canh tí sinh tháng âm lịch này có khả năng giàu có trước tuổi 40, đường tình duyên khá viên mãn, khiến mọi người xung quanh không khỏi suýt xoa ghen tị. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi canh tí, sinh năm 1960. Tưới cây cần tưới vào dễ, kết giao người phải xét, chân tâm, người a du nịnh nọt khi bản năng quan trường rộng mở, vì chỉ là bản đồ qua đường. Còn người ở lại lúc bạn nghèo túng khốn khó mới thực sự là người có thể chung hoạn nạn, mới đáng kể để kết giao lâu dài. Tình bạn là như thế, tình yêu cũng như thế, chuyện tình cảm trên thế gian này đều phải đợi thời gian, giúp bạn sàng lọc ra ai mới là người đối với bạn thật lòng thật dạ. Trong quyển sách bản chất của cô độc có một câu nói, người không yêu ta thì tình yêu sẽ chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài, cả đời chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người, nhưng người có thể đi cùng chúng ta hết chặng đường này lại vô cùng ít. Người đối tốt với bạn không cần dùng những lời hoa mỹ để nói cho bạn biết, mà sẽ dùng hành động để thể hiện lòng mình. Nguyện cho tất cả những người cho đi chân tình sẽ nhận lại được chân tình. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Minh đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.